Alo. Dạ 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 rồi rồi em biết rồi. Dạ em sẽ cố gắng. Dạ dạ dạ. Cô Phong. Dạ, dạ sếp. Cái website khách hàng nói là bị lỗi, sửa cho người ta chưa? Lỗi nữa hả sếp? Lỗi gì tao nói lỗi chứ lỗi nữa là sao? Tại sếp, sếp không hiểu. Ba ngày nay ngày nào em cũng thức trắng đêm, sửa gì mà sửa hoài trong khi em đâu thấy có lỗi gì đâu sếp. Bây giờ người ta nói lỗi là cứ sửa. Khách hàng là thượng đế. Dạ, dạ, nghe sếp. Không? Dạ 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 sếp. Còn cô Nhi đâu rồi? Dạ. Cô Nhi, xin lỗi cô. Cô Nhi. Dạ. Cô đi làm cái kiểu gì vậy hả? Hai lỗ tai của con gì đây? Dạ không phải cái... Làm ăn không lo. Lo chứng diện trong này. Dạ, dạ không có, cái này là em cài cho nó gọn gàng để mình làm việc hiệu quả hơn. Dạ. Thì muốn cài thì cài đẹp đó. Thôi bây giờ trở lại vấn đề nè. 20 bản mẫu gửi cho khách hàng duyệt. Cô làm xong chưa? Công việc nhiều quá sếp ơi, em làm chưa có kịp. Được 10 bản chưa? Được mấy bản rồi? Mấy bản? Sao giống một bản vậy? Trời ơi trời, người ta đặt 20 bản, làm có một bản một làm sao giao anh? Hả? Sếp ơi, nguyên ngày nay bà đánh phấn đánh son không mà chứ có đánh chữ nữa mà có đủ 20 bản cho sếp. Ông im đi. Cô im đi. Cô không im á. Cô biết là tôi thương cô lắm không? Cô liễu hồn á. Có bồ này chết chứ thôi. Cậu. Hả? Cậu là người ta hay Trương Bắc Giới? Ngồi ăn hoài vậy, làm gì cũng lo làm. Năm cái hợp đồng gửi cho người ta làm chưa? Làm cái bóp 4 cái là nín lại là sao? Trời ơi sếp ơi, cái đầu toàn lo nghĩ 5 phút sau ăn món gì không vậy? Ý tưởng đâu ra để mày làm hợp đồng, làm bản mẫu cho người ta? Mọi người làm việc đi. Chiều nay có đầy đủ cho tôi. Dạ. Không có là chết cho tôi. Đây đây đây, còn ly nước cam ra rồi nè. Nước cam của ai? À của Nhi, của Tè đúng không? Nè. Ủa gì vậy mọi người? Gì mà mặt mí xị vậy? Có chuyện gì vậy? Mấy bữa nay đi làm ngày nào cũng tăng ca. Đã vậy ông sếp còn bắt nguyên một đám làm mấy cái việc ngoài lề. Trời đất ơi. Ủa? Mệt gần chết. Cái gì mà kỳ vậy? Rồi sao? Bắt làm gì? Vợ tôi không có ở nhà. Bộ xin cũng nghỉ việc rồi. Bộ ba nấu cơm cho tôi ăn được không? Cái gì vậy sếp? Sao em nấu được? Thì nghe nói cậu nấu ăn giỏi lắm mà. Em ăn giỏi chứ em nấu không có giỏi sếp. Tôi nói là phải làm, không có cãi lại. Ủa gì vô lý vậy trời? Còn tôi nữa nè. Dạ dạ rồi em biết rồi. Dạ dạ em sẽ cố gắng em gửi sớm qua cho. Dạ dạ dạ. Được không? Dạ. Nói chuyện xong chưa? Dạ sếp. Cậu bận lắm hả? Dạ dạ. Đây là phiếu tiền điện. Đi lại tiền đi đóng tiền điện nè. Cậu đi đóng giùm đi. Dư trong đây 10.000 cho cậu đó. Sếp ơi sếp, em đang giải quyết công chuyện, đang rất gấp luôn á sếp. Bây giờ giữa tiền điện với lại công chuyện của cậu giải quyết cái nào quan trọng hơn? Nó cúp điện một cái tôi thui, sao cậu giải quyết công chuyện được? Trời đất ơi, nhiều ngang ngược vậy. Còn tôi mới khổ vậy nè. Cô Nhi. Dạ. Cái công ty dơ vậy mà cô ngồi làm việc được ha? Tại sao không quét dọn? Em quét rồi. Quét rồi mà tại sao dơ vậy? Giấy không mà quét rồi là sao? Dạ thì chút nữa em quét lại. Bà lão công nghỉ rồi. Thôi bây giờ cô làm luôn cái chuyện này đi. Trời ơi, cái này là vô lý nhất nè. Ủa sao mọi người hiền quá vậy? À nhưng mà quan trọng là có tăng lương không? Không. Trời đất ơi, không tăng lương mà mọi người vẫn làm. Mọi người để ông đè đầu cởi cổ rồi, mọi người phải dùng lên đi chứ. Thân phận mình làm cu li cho người ta, dùng lên là lỡ ông ghép đủ việc luôn sao? Cái đó là một người nói. Mình ở đây tới ba người nói chắc chắn là ông ấy nghe rồi. Công ty có ba người hả? Lỡ cái là ông điên máu lên, tức quá ông đuổi hết sao? Trời, đuổi hết, ổng đi kiếm nhân viên lại còn cực ổng hơn nữa. Làm gì mà ổng dám đuổi hết? Cứ nói đi, mọi người cứ dùng lên. Cứ lên, dùng lên, dùng lên. Bà này làm như không phải công việc của bà sao bà xúi mình? Không, nhưng mà tôi thấy bà nói cũng đúng chứ bộ. Nếu như mà tụi mình không nói, không có bảo vệ cái quyền lợi cho bản thân mình á, thì đâu có ai giúp tụi mình được đâu. Nhưng mà trong đám mình, ai dám là cái người mà nói trước? Chắc bỏ qua chuyện này đi. Sao ông bỏ qua cái gì mà bỏ qua? Mình đã bàn được tới đây rồi á thì mình phải đi luôn. Bây giờ nè, cả đám cùng nói. Nói một đứa khơi màu thôi là nguyên đám kia bu lại nói. Một miệng sẽ bằng ba cái miệng. Đúng rồi, ba đánh một không chột là cũng què. Ai trời ơi. No say luôn. Ơi, khỏe. Trời, sếp.
Cô cậu ngồi xuống đi. Ngồi xuống đi. Dạ. Ngồi đó là tụi em ngồi đâu sao? Tôi chán. Tôi chán cô cậu quá rồi. Đi đâu về thì mới về. Giờ đi ăn cơm trưa. Ăn cơm trưa chút rồi sếp. Bỏ công ty ăn cơm trưa là sao? Ngồi chỗ làm gì đi. Cậu qua đây ngồi. Trước tiên là cậu Trường. Ủa em có chuyện gì sếp? Ngồi xuống. Nói chuyện tôi đứng thôi hả? Dạ dạ. Tại sao tôi đứng mà cậu ngồi? Ủa sếp mới kêu em ngồi. Ngồi đi. Tôi hỏi cậu, tại sao để cô bán bánh giò lại kiếm cậu? Cậu yêu người ta rồi cậu bỏ người ta để người ta khóc với tôi chứ. Cô sống cái kiểu gì vậy? Không, em đâu có yêu nhỏ bán bánh giò đâu. Tại sao người ta khóc tôi nói cậu bỏ người ta? Sếp nghe em giải thích nè. Cái khoảng thời gian đầu cô ta bán bánh giò, cái em ăn thì lúc đầu hai đứa chưa phát sinh tình cảm, nhưng mà cái ăn riết ngày nào em cũng ăn, cho nên cổ cũng mến em là yêu đơn phương em thôi chứ em đâu có yêu cổ đâu. Tôi nói cho cậu biết, cổ khai với tôi hết rồi. Thời gian đầu là cậu dò cổ. Không, cậu ăn bánh giò của cổ. Không có tiền trả, phải cua cổ để cô yêu cậu để trừ qua tiền bánh giò. Rồi bây giờ cậu bỏ cổ luôn, bánh giò với tiền. Không lấy được cái nào hết. Ngồi xuống đi. Tôi tính cậu sao. Còn cô Nhi? Dạ. Cô Bia viết bài cho người ta, cô quảng cáo khăn tròn cho người ta, đúng không? Dạ đúng rồi. Mà cô lên mạng cô nói bung lụa đi, bà con ơi bung lụa đi. Trời ơi sếp, cái đó là một cái từ hot trend bây giờ, cho nên là mình sử dụng á để tới gần gũi và tạo cái sự thân thiết với lại mọi người. Cô Bia cho họ bán khăn gì? Dạ khăn lông. Tại sao cô nói là lụa? Nó sai chất liệu rồi. Sếp ơi, trời ơi, chứ không lẽ bây giờ sếp nghĩ đi, không lẽ em lên em viết một cái bài quảng cáo, em kêu là khách hàng ơi, chúng ta hãy cùng nhau bung lụa. Khoan, tôi bậy rồi. Ngồi đi. Cậu Phong. Dạ. Cậu có lỗi gì không? Dạ, sếp, em đâu có lỗi gì đâu sếp. Tôi hỏi thôi, chứ tôi biết cậu không có lỗi. Dạ. Anh là mình. Anh nè. Thì anh biết lỗi anh rồi, đừng có nói nữa. Thì anh mua cái áo quên mua quần cho mình đúng không? Từ từ anh mua. Thì ra là cả tuần nay ổng đì mình là tại vì giờ ổng đì ổng cho nên ổng đì lại mình. Thôi nói dựng cá chém thớt gì kỳ vậy? Vô lý vậy. Công việc thì nhiều, mà bây giờ mình cũng bàn tính cái vụ tăng lương rồi. Mà ổng đang căng vậy, mình tính sao đây? Không, xíu gặp sếp cậu nói về vấn đề tăng lương giùm anh em trong phòng nha. Đúng rồi, em thấy anh nói là hợp lý nhất đó. Tại vì nãy giờ sếp la tụi em quá trời mà đâu có la anh tiếng nào đâu. Tin tưởng chú nha. Kìa kìa kìa. Cái gì quýnh lộn nghe chát chát trong này vậy? Dạ. Hả? Dạ. Muốn cái gì nói tôi nè. Có chuyện gì nói tôi nghe. Cô Trương. Dạ đâu có gì đâu sếp. Cậu ráng làm nhau tôi hả? Ờ cái này là em không có. Cô Nhi. Dạ. Cô nói nhỏ gì vậy? Chuyện gì nói tôi nghe. Không có nhỏ to gì trong này hết á. Dạ đâu có, em đâu có ý muốn nói gì đâu. Dạ. Cậu Phong. Dạ. Dạ. Đàn ông con trai gì mà nhút nhát vậy? Muốn cái gì nói. Nói. Em muốn tăng lương. Hả? Tụi em muốn tăng lương. Tụi em hay là một mình cậu muốn tăng? Tụi em là ai? Cậu Trường. Gì? Cậu có muốn tăng lương không? Có không? Sếp giỡn hoài. Muốn tăng lương thì trời ơi, lương lương công ty trả em cũng hết nữa. Mặc dù công việc làm nhiều thiệt, tăng lương thì đâu có chuyện đó. Hoàn toàn cậu không muốn tăng lương hả? Hoàn toàn không. Chứ thằng này nè sếp. Sao? Nó đòi tăng lương là trong lòng nó muốn cái nó thấy tụi em cái nó đổi đổi thừa theo chứ tụi em muốn đâu. Như vậy là có mình cậu à? Cậu muốn tăng lương mà cậu gài là tụi em muốn tăng lương. Cô gì? Cô có muốn tăng không? Hả? Cô muốn không? Dạ thưa sếp, em thật sự nghiêm túc nói với sếp về cái vấn đề này. Những ngày qua thật sự công việc sếp giao cho tụi em nó quá là không phù hợp với cái mức lương. Tại sao công việc có thể ít đến như vậy?
không gì, chỉ cần tụi em làm loáng một cái là xong. Em không thể nào chấp nhận mà mình lãnh một cái đồng tiền mà không có phù hợp với công sức mình làm ra như vậy sếp à. Sếp ơi, em cầu xin sếp, sếp hãy tăng thêm công việc cho tụi em đi. Cho tụi em tăng ca, làm nhiều hơn nữa đi sếp. Cậu không? Dạ. Trái nhà mới lòi mặt chuột cậu ra. Không gầy tụi em một mình cậu. Sếp, không phải đâu sếp. Chỉ có một mình cậu thôi. Đâu phải, có một mình em muốn tăng lương đâu sếp. Rõ ràng là mọi người đều muốn mà sếp. Mọi người xúi em đó sếp. Ê, 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 xúi hồi nào nha, đừng có ngậm máu phun người vu oan giá họa nha. Không có nha. Không có. Cậy nè, tôi hiểu hết rồi. Cậu Phong ngồi xuống. Bây giờ tới tôi nói, tôi là sếp của cô cậu tôi hiểu hết. Thời gian qua tôi thấy cô cậu làm việc cực khổ quá. Tôi muốn tăng lương cho cô cậu. Tôi tính tháng này tăng đó. Nhưng mà cậu Trường không muốn tăng. Cô Nhi không muốn tăng. Được rồi, tôi sẽ tăng cho ba người còn lại. Sếp, sếp. Ôi, vậy là sao?